Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng Mờ Bếp nha. Hôm nay bên Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một nước uống rất phù hợp cho những ngày hè này, đó là món thức nước uống detox với chanh xả gừng mật ong đó, kèm giải nhiệt luôn các bạn nha. Thanh nhiệt cơ thể luôn rất tốt các bạn ơi. Rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau là mình sẽ có 50g xả các bạn nha. Và gừng mình sẽ có là 20g cùng với chanh là mình sử dụng khoảng 20g chanh các bạn nha. Các bạn có chanh vàng thì càng tốt, sẽ thơm hơn. Mật ong mình sử dụng 20ml cùng với đường phèn các bạn, nó thanh hơn. Là mình dùng 50g nha, cùng với chứa muối là khoảng 2g các bạn nha, 1g cũng được. Đó. Ok, thì đầu tiên mình sẽ bắt nồi nước lên và mình cho đường phèn mà mình nấu sôi các bạn nha. Ok, và trong khi chờ nấu nước sôi mình sẽ chuẩn bị gừng các bạn, mình sẽ lột bỏ vỏ và mình sẽ cắt lá các bạn nha. Còn đối với xả thì mình chỉ cần lột bỏ những cái lá xả nào mà nó khô bên ngoài rồi, sau đó mình sẽ cắt mỗi phần rễ đi là xong các bạn nha. Ok, và sau khi đã nước đã sôi mình sẽ cho xả vào nồi cùng với gừng cắt lá các bạn nha. Mình sẽ nấu khoảng tầm 15 tới 20 phút các bạn nha. Đó, cho nó các bạn hãy để nắp lại cho mùi thơm nó được hòa với nước và sẽ rất là thơm các bạn nha. Và sau 15 phút thì mình sẽ vớt xả và gừng ra các bạn nha. Đó. Và sau khi mình đã vớt xả và gừng vớt ra thì mình sẽ cho vào một tí xíu đường các bạn nha, mật ong với chanh vào các bạn nha. Mình khuấy đều lên là xong các bạn. Ok, và cuối cùng mình chỉ việc cho một chút cái ly rồi mình đổ hộp nước này vào các bạn nha. Đó, nước rất là thơm, thơm mùi chanh, mùi xả, mùi gừng các bạn. Đó. Với sự diệt khuẩn của xả cùng với việc tăng cái thân nhiệt các bạn, thân nhiệt của gừng là rất là tốt sức khỏe nha. Với bạn nào mà đang bị viêm họng mà đang bệnh đó, trong thời kỳ mà đang có mùa mưa các bạn nha. Chưa kể mật ong tăng đề kháng rất là tốt các bạn nha. Đó, chanh về bổ sung vitamin C rất tốt luôn cả nhà ơi. Ok, và nước chanh gừng thì chúng ta đã có được một ly chanh xả gừng mật ong để detox trong những ngày hè nắng nóng các bạn nha. Chưa kể thức uống này cũng có thể là giải nhiệt cơ thể, tăng cường đề kháng và giảm các bệnh như viêm họng các bạn, sốt các bạn nha, rất tốt các bạn ơi. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món uống này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.